Đây là một bộ cửa nhôm Việt Nam, độ dày là 1,4 ly, với đường kính là 1,4 m và cao là 2,6 m, do bên công ty mình uống vòm cũng như cắt cánh sản xuất. Thì hiện tại ở trên công ty mình á, đối với những cái bộ cửa vòm như thế này á, thì mình sử dụng bản lề, mình sử dụng bản lề UAD để có thể canh chỉnh được độ hở trong quá trình mà khách hàng lắp đặt. Rồi ở dưới chân thì mình sử dụng cây 304 để khi mà ráp lại thì cái quá trình làm thì nhanh hơn. Thì sau khi uống vòm xong á, thì khi gia công á, thì bên công ty mình vẫn cắt nẹp thẳng nha, cắt nẹp để mà có thể là tháo nẹp ra lại để đóng kính cho nó dễ dàng nha các bạn nha. Đây, đây là sản phẩm hoàn chỉnh. Thì đổ động nó rồi thì bên công ty mình cắt chưa hết rồi. Chốt thì mình sử dụng chốt nối dài thì đứng để mở ngay tầm tay. Nếu các bạn cần gì về sản phẩm vòm á thì cứ liên hệ mình để tư vấn và cũng như là chia sẻ cái kỹ thuật của mình cho các bạn nha.